tại một lớp học ở New York năm 2007. Rồi, mời bạn Reed lên nói về ước mơ của mình nào. Em muốn dịch chuyển tức thời. Ok em, nghe rất ngu mời em về chỗ, nhưng em đang thực hiện được rồi. Tốt lắm, về vứt đống phim Christopher Nolan ra đường ngay và luôn. Chỉ có mỗi cậu nhóc Ben ngồi phía xa là không nghĩ Reed đang đùa. Nhà cậu là nơi của mấy thằng chơi Z lên tanh. Tình cờ Reed đến đây để hack vài món đồ và bị Ben phát hiện. Tao sẽ cho mày xem máy dịch chuyển nhưng mày không được gọi cảnh sát. Có cái đéo máy. Ok tin, giờ mày làm gì? Tao sẽ sụp điện toàn thành phố. Chiu. Did it work? Vừa lờ luôn, mày vừa sụp điện toàn thành phố đấy à? Cảm ơn thiên tài, nhưng tao mới là thiên tài. Và cái gì đây? Lưu Huỳnh à? Không biết, chịu, skip 7 năm sau đấy. 7 năm sau, tại một buổi triển lãm khoa học, lại là Reed. Ha! Thằng làm sụp điện toàn thành phố. Và cái gì đây? Máy dịch chuyển. Có cái đéo máy. Ok loại, đây không phải America Got Talent. Tao không ở đây để xem ảo thuật. Đừng có thất vọng con trai. Đã có tao ở đây. Ai nói đấy? Bụt à? Bụt nào da đen? Tao là Franklin Richard, nhà khoa học. Cái đó tao biết rồi. Sao mày biết? Trông ông nớt, nhưng đó không phải điều cần nói ở đây. Franklin cũng là một người cũng đam mê bộ môn dịch chuyển, nhưng nghiệp dư. Ông chỉ mang đi chứ không đưa về được. Nhưng thấy Reed làm được, nên ông muốn Reed làm việc cho ông. Ngài đùa sao? Tao là một người da màu với đứa con gái da trắng. Còn trò đùa nào vui hơn nữa sao? Và thế là cậu nhóc ở gara ngày nào đã có một suất trong tổ chức Baxter, một tổ chức nghiên cứu những thứ mà Reed nghiên cứu, nhưng không làm nên cơm cháo gì. Và giờ họ có Reed, người sẽ nấu cơm cho họ, tia hy vọng của ngành khoa học. Và điều đầu tiên cậu làm tại đây là gì? Cua con gái của giáo sư à? Tao cần mày làm một thằng nớt, nhân tiện đây là su. Con gái của Franklin, con nuôi. Con nuôi, con nuôi. Cái gì quan trọng phải nói 3 lần. Một cô gái cũng đam mê khoa học, người mà đương nhiên sẽ thu hút những thằng nớt như Reed. Nhưng không, thị trấn này nhiều hơn một thằng nớt. Chúng ta còn một chú bé nớt khác, Victor Von Doom, người cũng có ý tưởng dịch chuyển tức thời giống Reed, nhưng đã thất bại và đã về vườn sớm hơn cả nhà nước định mức những 30 năm. Franklin đến để thuần hóa Victor, lôi anh về làm cho mình. Về làm gì? Để nhìn cái đống đồng nát tôi tạo ra làm mất mấy tỷ đô của chính phủ à? Tại lúc đó chưa có Reed thì sao? Giờ ông gọi tôi về để nhìn nó flex trước mặt. Có con gái tao ở đấy. Ok đi. Và đội nớt đã tuyển thêm được một nớt khác, nhưng Victor không ưa Reed vì neuron trong đầu Reed nhiều hơn anh ta. Victor cậy mình là chủ dự án nên định dọa Reed một chút. Mày nhìn đi, mày định đưa trái đất về thế kỷ 18 với đống đồ nhặt được ở bãi rác à? Tao đã thành công nên mày im mẹ mồm đi được không? Victor cay quá. Nhưng anh chỉ xấu tính thôi chứ anh cũng không hoàn toàn ăn hại. Khi đã mang được máy quay sang thế giới bên kia. Wow, nhìn chỗ này xem. Beautiful. Công nhận. Hai thằng mày bị điên à? Đấy là những câu dành cho hậu trường của Victoria's Secret. Không phải là một bãi đất, chỉ ít thì hai thằng nớt đã có tiếng nói chung và họ bắt tay vào làm việc với mục tiêu là chế tạo thành công chiếc máy có thể qua lại hành tinh kia. Nhưng đội hình vẫn chưa đủ. Có Johnny, con trai của Franklin, người đang casting cho Fast and Furious 10 trong vai người bị nạn. Đua xe con c**. Về làm cho bố. Làm gì? Vì ở đầu ô tô à? Để tao nhắc cho mày nhớ, trong kịch bản ghi mày là một thợ máy giỏi và chào mừng tới hội đầu to mắt cận. Cậu biết Hàn không? Let's kill this love. Yeah 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 yeah. Ý tao là Hàn xì, thằng què ạ. Và Reed đã bắt người què làm việc như thế. Mọi người hăng say làm việc, nhưng Reed vẫn có thời gian để tán tỉnh Su. Victor thấy thằng nớt nhà quê mới đến lại dắt mất đứa mình thích thì thấy rất là không vui. Nhưng tạm gác chuyện đó đã, vì ngày trọng đại đã đến. Họ đã thành công đưa sinh vật sống ra bên kia và trở về an toàn. Chính phủ Mỹ mừng rỡ nên họ bèn làm việc mà họ vẫn hay làm, đuổi việc hết tất cả mọi người và chiếm thành quả. Điều này làm nhóm nớt không vui. Chúng mày nghĩ đi, có thằng nào biết ai là người phát minh ra bóng đèn không? Edison. Đem câu đó về nhà thầy dạy lịch sử của mày và sám hối đi. Vấn đề là người đầu tiên luôn được nhớ đến, hiểu chưa? Và ba thằng quyết định sẽ lén lút dùng cỗ máy. Nhưng nếu chỉ có ba thằng ngốc thôi thì sẽ bị đánh bản quyền. Họ cần một người nữa. Và thế là Ben được chọn làm thằng ngốc thứ tư. Bốn chú bé đần hí hửng chuẩn bị Isekai đến thế giới mới. Đừng nổ nhá. Mày chuẩn bị lên máy bay và đấy là câu mày sẽ nói à? Mày đang có mặt trong một bộ phim dở nhất mọi thời đại đấy. So với chuyện đấy thì cái chết không đáng sợ lắm. Và chuyến đi đã thành công. Tuyệt vời. Tao phải chụp ảnh khoe phây không chúng nó lại bảo tao nói phét. Giờ thì chúng ta làm gì? Nhìn đi, mày ở một nơi tối om và không có chỗ phát sáng thì mày làm gì? Tao sẽ đi ngủ. Thế là Johnny ở lại. Còn Victor và Reed tiến gần đến vùng phát sáng. Ben bảo thôi, Reed không thôi. Victor thôi không? Khờ. Victor tay máy, xung quanh phát nổ. Victor chạy, nhưng thứ duy nhất hoạt động tốt là cái miệng của anh. Cứu tao, Reed! Nhưng chưa kịp để ai cứu thì Victor rơi xuống. Ba chú bé còn lại bỏ chạy. Ở thằng kia rơi thế anh em nào nhặt được Soul Stone chưa? Mày bị điên à? Tôn với lò cái đéo ấy. May mắn có Su ở đầu bên kia, cô kéo được ba thằng về. Nhưng nguồn năng lượng phát ra và Reed đã tiếp tục thành công trong việc làm sụp điện toàn thành phố. Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, bốn người sống sót đều có siêu sức mạnh. Luffy, Invisible Extra Thin, Lửa Chùa và The Rock. Nhờ năng lực của mình, Reed thoát ra. Reed ơi, cứu tôi!
giờ bố mày là Luffy mũ rơm, để yên bố mày đi tìm kho báu. See ya. Và Reed đã trốn đi với lời hứa sẽ chữa lành cho Ben. Nhưng một năm đã trôi qua, Reed ở con mẹ ở đâu không biết. Ben nay đã thành lính của quân đội Mỹ. Cậu làm điều này vì họ hứa sẽ chữa cho cậu, và quan trọng nhất, họ không trốn. Quân đội Mỹ thì rất chi là tham vọng, họ muốn xâm chiếm hành tinh kia vì bên đó có nhiều tài nguyên mới, sau đó quay ngược lại làm bá chủ trái đất. Và họ tự tin vì trong tay có hai quân bài là Johnny và Ben. Johnny rất hài lòng với sức mạnh mới, anh có thể đốt thoải mái mà không sợ da mình đen thêm. Nhưng cô chị Sue thì không. Tao không muốn sức mạnh, tất cả là tại mày và ba thằng đầu đất kia. Chị gái bình tĩnh, câu nói của chị vừa phân biệt chủng tộc, phân biệt học thức, phân biệt giai cấp và xúc phạm người đã khuất đấy nhá. Sue không chịu được cái cảnh này nữa. Cô nghe cha tìm vị trí của Reed và cô đã tìm được trong vòng 5 giây. Để hiểu một năm qua Reed đã trốn kiểu gì, anh sau đó bị áp giải về trụ sở. Sue không còn chịu được cảnh chuột thí nghiệm nữa nên kéo Reed về làm chuột thí nghiệm cùng. Tốt lắm Sue, cô xứng đáng nhận Michelin với miếng beefsteak lật hai mặt của mình. Tôi làm thế là có mục đích. Mục đích gì? Được Gordon Ramsay tra tạp dề à? Tôi muốn anh đảo ngược lại cái sức mạnh chết tiệt này. Nghe thuyết phục đấy. Sao tôi lại phải tin cô? Tôi nhìn ngon. Không cãi lại được, Reed bèn bắt đầu giúp chính phủ Mỹ sửa chiếc máy để quay trở lại hành tinh kia. Bù lại anh sẽ được cung cấp nguồn lực để chữa trị cho mọi người. Tôi cần 10 phút. Đừng có flex. 10 phút mày làm được cái gì? Sửa máy 1 phút, 9 phút nghe hết bài mới của sếp, 1 năm chơi lên internet, thông cảm. Người duy nhất không muốn trở lại bình thường là Johnny. Con là người đàn ông nóng bỏng nhất hành tinh, sao con lại phải trở về bình thường? Bro, mày là Michael B. Jordan. Người ta tự động bấm biểu tượng lead khi nhắc đến tên mày rồi. Trong lúc đó, Reed đã làm cỗ máy hoạt động. Chính phủ ngay lập tức đưa người sang bên kia. Thật ngạc nhiên khi họ đã tìm được Black Adam. Nhầm phim à? Không, phần trăm cơ hơi thấp. Người họ tìm được chính là Victor. Anh ta được đưa về trái đất và được người đứng đầu trao cho một trọng trách cao cả. Cậu là người giỏi nhất, hãy giúp chúng tôi khám phá hành tinh kia. Mày trông tao có giống con người không? Victor cảm thấy bị xúc phạm. Victor dỗi, đòi phá hủy trái đất. Mục đích là để bảo vệ hành tinh kia khỏi đám chính phủ Mỹ. Chắc Victor nghĩ trái đất to chỉ bằng nước Mỹ. Phản diện có chiều sâu quá cơ. Đúng, phản diện cuối phim mới xuất hiện với lý tưởng rõ ràng như vậy. Victor với vọng âm lu đen giết tên đứng đầu. Hắn quay trở lại cỗ máy, thấy Franklin đang ở đây. Làm điều mà hầu hết mọi ông bố trong phim hay làm. Khuyên bảo, nhóc, dừng lại đi, đừng giết người nữa. Nói ít thôi, giáo điều cái lìn à. Victor đi sang hành tinh bên kia, bỏ mặc Franklin đang thều thào những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt. Đánh con 4-3. Cái đấy thì phải để 6:30. Còn bây giờ họ phải tức tốc tìm cách lấp lại cái lỗ đen mà Victor vừa mới tạo ra bằng thứ khoa học phi mảnh đĩu gì đó để phá hủy trái đất. Sue tạo một quả Pokeball bay sang hành tinh bên kia. Nhưng Victor quá mạnh, hắn biến Johnny thành người đàn ông nguội nhất, biến Ben thành một cục đá nhưng không thể di chuyển, biến Reed thành bát bánh canh tôi vừa ăn, biến Sue thành miếng kẹo mút ngậm dở. Reed quyết không khuất phục, anh nhân cơ hội vùng lên. Cơ hội ở đâu ra thì đạo diễn phim mới biết. Anh dùng CGI giả chân của mình tấn công Victor. Mọi người thoát ra. Hắn ta mạnh quá, chúng ta không thể đánh một mình được. Thế ở đây mấy mình và 4 người kết hợp tấn công Victor, đánh hội đồng, đúng kiểu mà các siêu anh hùng thường hay làm. Victor chết, hưởng thọ 15 phút on screen. Trái đất an toàn, bộ tứ được chính phủ công nhận và cho hẳn một cái trụ sở riêng với cái tên bộ tứ siêu tệ. Vì nó tệ, tôi còn quại. Xin chào, vẹn gặp lại.